LT Review xin chào các bạn, ở nhà buồn quá không có việc gì làm, nên triệu phú David lại xách đít lên ra biển khơi sinh tồn. Đúng là thanh niên số hưởng, cứ đi đến đâu là được ăn hải sản ngập mồm tới đó. Cuối tuần LT cũng tập cách sinh tồn, nhưng mà sinh tồn trong cái tủ lạnh nhà LT, sinh tồn mà nó lạ lắm các bạn ạ. Mặt trời vừa ló, cậu vàng đã liếm ngay mặt gọi David dậy. Đi sinh tồn nhưng anh vẫn không quên tiêu tiền, tậu ngay một em mô tô nước phi sướng như con TT, bị ngay đàn các heo tạt đầu, nhưng cái kết nhục mặt hơn chiếc mô tô triệu đô của anh ta lại thua mấy em cá heo miệng còn hôi sữa. Thế nhục không biết giấu mặt vào đâu, David liền giấu mặt bằng cách lặn xuống biển, nhưng vẫn bị những con chim này tớn lên trêu ngươi anh. Ôi anh David lặn cẩn thận không nhận ngay một bãi của em chim kia đó. Dưới biển thật quá là lung linh, mình chỉ ước một lần lặn cùng với người yêu nhìn đàn cá tung tăng bơi lội. Cha cha, có một cái râu của con gì đang thò ra kìa, David lôi ra được ngay em tôm hùm bông siêu to khổng lồ. Em này vào tay bà Tân Vlog thì đã có món tôm hùm sốt cay, cay hơn cả bị người yêu cũ cắm sừng rồi các bạn ạ. Ái chà, chú tôm này còn ngoái đi ác phết, chắc là mở tiệc trước khi vào nồi đây mà. Em không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo, nhìn cái xe mô tô là biết anh đẹp dai rồi. Với nghề gia truyền đi cân lợn hơi của LT thì con tôm này cũng xương xương tầm 30 cân. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy con tôm to chả bá đến vậy. Anh nào cho em ăn thì em nguyện theo anh về, nhìn em tôm này mà nước thánh nó cứ chảy ra như suối các bạn ạ. Chà, con tôm này khỏe quá, còn lấy những cái chân kẹp David nữa cơ chứ. Chắc David là đau thốn đến tận rốn rồi, nó mà kẹp đúng chỗ hiểm thì về nhà con vợ nó bỏ ngay lại ngồi đấy ôm đầu khóc. Ôi sao anh lại phóng sinh thế kia, theo David thì đây là con tôm hùm cái phải bảo vệ giống loài tôm hùm chứ không được tận diệt, không sau này còn cái nịt mà ăn, đúng là một hành động ý nghĩa bảo vệ môi trường. Tặng anh luôn một like một tim cho nó niềm nở nhé, nếu cứ bắt phải con cái thế này chắc trưa nay anh phải uống nước biển cầm hơi. Anh tiếp tục lặn biển để kiếm đồ ăn, quy luật sinh tồn là vậy, nếu bạn muốn tồn tại thì bạn phải ăn, không thì bạn sẽ xanh cỏ lúc ý lại bảo tại số. Vừa nói xong David lại bắt được em tôm hùm đỏ lỡ lòng bỏ vào miệng anh, tuy hơi nhỏ nhưng méo mó còn có hơn không. Vui mừng đến mức xít tụt quần, David phi nhanh vào bờ, giờ thì nhóm lửa lên để hít mùi khói nào. Những anh chàng khác đi sinh tồn thì tự tạo lửa, nhưng David nhà ta cũng đi sinh tồn mà nó lạ lắm, cầm ngay cây đánh lửa một phát là xong. Cậu vàng rất ngoan luôn đi theo David, sinh tồn mà anh ấy có đầy đủ tiện nghi ở trên xe như một khách sạn 5 sao đủ cho anh ăn cơm một bữa quần áo mặc nửa ngày. Tôi thấy đi sinh tồn mà như đi nghỉ dưỡng các ông ạ. Quay lại với cái bếp lửa, tối nay David làm món tôm nướng, đầu tiên anh cho một ít bơ vào, ối trời lửa cháy to vậy, cẩn thận không lại thành bao công về con vợ nó không nhận ra, nó lại cho ngủ gầm cầu. Vậy là em tôm hùm đã được nằm yên vị trên bếp rồi, trong lúc chờ tôm chím anh ra kheo cái áo mới vợ mới mua cho. Ôi cháy tôm rồi anh ơi, đổ cồn vào đi nào. May mà ngọn lửa cũng kịp tắt, không lại thành món tôm hùm bóng đêm rồi. Sau một hồi nướng tôm thì trời cũng đã sập tối, anh cố gấp thổi cho lửa nó tắt thì con tôm nó cũng chuyển từ màu đỏ sang màu đen. Mặc dù có vẻ hơi cháy nhưng một khi cơn đói đã đấm vào bụng thì ăn vẫn rất ok. Miếng đầu tiên anh sẽ thưởng cho cậu vàng. Anh cũng khoe luôn miếng thịt tôm trắng nõn nà cho các bạn thèm, miếng thịt ngọt dai khi cho vào miệng. Lúc này chỉ có cậu vàng để anh trò chuyện, mặc dù chẳng hiểu hai đứa nói gì nhưng cũng làm cho anh vui rồi. Đã gần nửa đêm rồi, David cũng phải tranh ngủ để lấy sức khỏe để mai về với vợ còn xúc vài tấn than. Thôi thì đến đây tôi cũng chúc David ngủ ngon. LT Review bye bye các bạn.